chữ never. Thứ nhất never là cái gì? Never là gì? Tiếng tiếng Việt là gì? Không bao giờ, đúng không? Chữ never thứ nhất là never. Never enough. Không bao giờ là đủ hết. Em hiểu không? Chữ never thứ nhất là không bao giờ là đủ hết. Không bao giờ là đủ nghĩa là sao? Em đừng bao giờ em thỏa mãn với chính bản thân mình hết. Được chưa? Cho dù ngày hôm nay em có đạt được một cuộc hẹn, đạt được hai cuộc hẹn, vẫn tiếp tục chiến đấu với anh. Được chưa? Đừng bao giờ thỏa mãn với chính bản thân mình hết. Tại vì sao? Tại vì thời điểm này, em nên nhớ nè, tại vì thời điểm này tụi em có thể sống một mình tụi em, chưa đứa nào có gia đình, đúng không? Anh Tung cũng chưa có gia đình luôn. Thì anh nói tụi em thu nhập 5 triệu cũng sống được, 10 triệu cũng sống được, 20 triệu cũng sống được, thậm chí 3 triệu cũng sống được. Hợp lý chưa? Thì khi đó tụi em không ý thức được cái việc là tụi em có chừng nào. Được chưa? Và em nên nhớ, khi em có gia đình rồi, được chưa? Em có vợ, có con, rồi em sẽ suy nghĩ đến ba mẹ, đến dòng họ, đến anh em, đến bạn bè, rất là nhiều thứ, được chưa? Và cái mức thu nhập em không được tốt, được chưa? Em nghĩ là nó đủ đến em thời điểm này. Nhưng mà ví dụ ba mẹ của em lỡ may đâu bị bệnh nặng, tiền đâu em đi chữa trị cho ba mẹ, được chưa? Rồi ví dụ như là cái tháng đó đám cưới sinh nhật nhiều, cái thu nhập của em chỉ đủ chi tiêu cuộc sống em, tiền đâu em đi đám cưới đi sinh nhật, được chưa? Và mất hết mối quan hệ, mất hết những cái tình cảm đó, được chưa? Đừng bao giờ cho cái bản thân mình là đủ hết, đừng bao giờ hài lòng với chính mình. Tại vì em hài lòng với chính mình là em sẽ dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ. Em hiểu không? Cuộc sống chúng ta là đi lên, đúng không? Cuộc sống chúng ta là đi lên thì đứng yên. Đi lên. Đi lên, đúng không? Thì bản thân chúng ta phải đi lên. Anh nói mỗi ngày trôi qua chúng ta phải tiến bộ hơn ngày hôm trước, chứ không có ì ạch. Anh ý chưa? Phải tiến bộ hơn ngày hôm trước. Thì chúng ta đừng bao giờ chúng ta hài lòng với chính bản thân mình hết. Sự hài lòng chính bản thân mình chính là con dao giết chết mình. Hiểu không? Cho dù ngày hôm trước em có đạt thành tích tốt hơn như thế nào, em có không hài lòng với nó, tại sao mà những kỷ lục Guinness luôn bị phá? Vì con người ta không hài lòng với thành tích đó, người ta muốn bứt phá hơn. Thậm chí có những người lập ra kỷ lục đó và chính mình phá kỷ lục đó luôn, đúng không? Tại vì sao? Họ không hài lòng với chính nó, không nghĩ đó là đủ, và họ luôn đi lên. Còn ngày hôm nay chúng ta là ai? Chúng ta chưa là gì hết. Chúng ta chưa có thành tích hết, và thậm chí là hiện tại bây giờ chúng ta chưa đủ khả năng để tự nuôi sống chính mình. Thì đừng bao giờ có cái khái niệm là đủ. Đừng bao giờ khái niệm là dừng lại ở đây hết. Được chưa? Phải làm hết mình, phải đưa cái bản thân mình lên, đưa cái thu nhập mình lên. Được chưa? Và mình làm hết cái khả năng của mình để mình đạt được cái mình mong muốn. Để một ngày nào chúng ta gồng gánh trên vai là gia đình chúng ta, con cái chúng ta, rồi giờ ba mẹ chúng ta, thậm chí là cái dòng họ chúng ta có thể giúp đỡ được. Bây giờ anh nói cho em là chỉ cần em về quê thôi. Em về quê, đứa nào cũng có quê, đúng không? Em về quê có một cô, một chú gì, một cậu gì trong dòng họ mà nghèo thì là nghèo. Em về em bỏ là 100 triệu, em xây lại cái nhà cấp 4 với họ thôi, là nguyên dòng họ em nền đi. Em hiểu không? Chúng ta không chỉ sống cho chúng ta, mà chúng ta sống vì người khác nữa. Hiểu không? Và thậm chí ngay bản thân anh nói chính tụi em thôi, một ngày nào đó tụi em lỡ đâu té gãy tay gãy chân, hả, không đi làm kiếm tiền được, thì tiền đâu em sống trong khoảng thời gian đó? Thì em phải có khoản dư, đúng không? Thì đương nhiên là em phải kiếm tiền thật là nhiều. Em phải đạt thành tích rồi tôi kiếm tiền nhiều để được cái khoản tiết kiệm đó. Nhớ sở hữu không? Chúng ta không biết trước được điều gì hết.
không ai nói trước ngày mai ra sao, được chưa? Không ai trước ngày mai ra sao, nên chúng ta luôn phải có phương án dự phòng với nó. Bây giờ nên đừng bao giờ hài lòng. Cái kinh khủng nhất là cái đời người là chúng ta dễ dàng hài lòng với chính mình, đó là thứ tự giết chết chúng ta, được chưa? Bởi vì vậy sao mà xã hội người ta lại đi lên, mình vẫn đang đứng yên, tại vì mình đang đi xuống nữa, chúng ta đang đứng yên là đi xuống, hiểu không? Vì chúng ta dễ dàng hài lòng với nó quá, chúng ta nghĩ đó là ok rồi, chúng ta nghĩ đó là hay rồi, hiểu không? Hãy luôn nhìn lên, em nhìn lên thì nó thẳng hơn mình á, chứ đừng có nhìn xuống. Anh biết hiện tại bây giờ tụi em sẽ có những đứa bạn nó còn thấp kém tụi em rất là nhiều, nhưng mà tụi em đừng nhìn xuống những đứa đó để so sánh, anh không làm gì hết. Nhìn lên những đứa lên cùng tuổi. Tại sao người ta có được cái vậy? 96, 95 đúng không? Anh quen mấy đứa mà thu nhập cả 200-300 triệu tháng. Được, ok chưa? Đừng bây giờ nhìn lên những đứa, đừng bây giờ nhìn xuống những đứa thấp mình, nhìn lên những đứa cao hơn mình á, những đứa giỏi mình á, để học hỏi nó. Và hãy đừng bây giờ hài lòng với chính bản thân mình hết. Hãy nghĩ những cái lúc mà em không may mắn, không thể đi kiếm tiền được. Hãy nghĩ những lúc ba mẹ của em bệnh hoạn nặng, không có tiền chữa chạy được. Và hãy nghĩ những cái lúc mà gia đình em cần chuyện khó khăn, cần cái gì đó cần giúp đỡ, em không thể giúp được, em đau khổ bởi việc đó. Em hãy nghĩ về nỗi đau đó, em hãy tạo động lực cho chính mình, được không ạ? Anh là người đi ủng hộ mấy cái hoàn cảnh bị tai nạn rất là nhiều. Cái bài mà cô bé ở trên fan anh là tụi em có đọc hết chưa? Có, đúng không? Thì những hoàn cảnh tương tự cô bé đó khá là tội, nhưng mà những hoàn cảnh tương tự từ trước đó anh có vô thăm thì anh nhận ra một cái. Đến khi lỡ đâu trong cuộc đời người thân của mình bị như vậy, chúng ta không có tiền chữa chạy và đau đớn nhìn người thân chúng ta qua đời, em muốn điều đó xảy ra không? Em muốn điều đó xảy ra không? Anh hỏi thật lòng, em muốn không? Không, đúng không? Không thì chúng ta đừng bao giờ hài lòng với cái thành tích chúng ta hết. Chúng ta phải nỗ lực lên, càng nhiều càng tốt, được chưa? Để đừng bao giờ để cái nỗi đau đó nó xảy ra với tính chúng ta hết. Chúng ta đi chạy vậy, chúng ta đi huy động, chúng ta đi nhờ vả cầu xin, van xin giúp đỡ, vẫn không đủ tiền có thể là cứu cái mạng sống của người thân chúng ta. Vậy đó là nỗi đau xé mạnh tụi em suốt cả cuộc đời luôn, được chưa? Thì vậy ngày hôm nay sao? Đừng bao giờ hài lòng với mình, ghi danh, đừng bao giờ hài lòng với mình, never enough, không bao giờ đủ hết á, được chưa? Không bao giờ là đủ, hãy nhớ điều đó, đừng bao giờ hài lòng với chính mình hết, phải đi lên, phải vươn lên, phải phát triển hơn, được chưa? Phải đạt thành tích tốt hơn, được chưa? Và đã đạt thành tích rồi phải vươn lên nữa, nắm ý chưa? Rồi từ thứ hai, never say never, cái nghĩa là gì? Không bao giờ nói là không bao giờ. Cái này có tên một cái bài hát của thằng Justin Bieber hát, never say never. Câu này có nghĩa là gì? Trong tất cả mọi việc, khi em làm điều gì đó, khi em muốn nói đeo ý định gì đó, hay em có một ước mơ gì đó, đa phần những người xung quanh em sẽ nói mày làm không được đâu. Ok chưa? Tại sao anh bố cái đoạn phim mà cái hai cha con đang nói với chỗ hàng rào, tụi em coi hết chưa? Ông bố nói là gì? Đừng để người khác vùi dập ước mơ của con, đừng để bao giờ người khác mà khiến con không tin được con sẽ thực hiện được nó, hiểu không? Kể cả bố, kể cả bố, kể cả người thân mình luôn, hiểu không? Chúng ta có một khát khao và chúng ta phải chiến đấu hết mình để đạt được nó, hiểu chưa? Và chỉ chính chúng ta biết chúng ta đang làm gì thôi, và chúng ta sẽ đi về đâu thôi. Còn người khác không phải là chúng ta, người khác không thể hiểu chúng ta. Nên đôi khi em làm những việc trong gia đình em sẽ nói là mày làm không được đâu, cái đó khó lắm, cái đó như này như kia. Vì sao? Vì trong quá khứ họ đã làm không được rồi, hoặc bản thân họ không tin cái việc đó sẽ xảy ra, được chưa? Còn bản thân chúng ta phải tin việc đó xảy ra và chúng ta làm hết mình để làm được nó, được chưa? Nên đừng bây giờ trong tất cả mọi việc. Anh đã nói ngày xưa là gì, các cái quái gì nó bay lên trời trừ con chim, được chưa? Trừ con chim với cái con diều,
giờ các máy bay tên lửa này kia ở đâu ra? Ở những ý tưởng, ở những phát minh nó ra. Nếu mà họ nói là không bao giờ có việc đó xảy ra thì sao? Thì ngày nay là gì có chuyện đó. Rồi là gì có chuyện mà anh ở đây mà anh nói chuyện mà bên Mỹ nghe, đúng không? Tự nhiên nó xuất hiện ra một cái gọi là cái điện thoại. Với cái điện thoại nó mã hóa được âm thanh mà nó chuyển từ đây qua kia. Nếu mà kêu cái từ mà không bao giờ thì làm gì nó có cái chuyện nó xảy ra. Nếu chúng ta ở trong cái vị trí mà thời phong kiến, thời Trung Cổ, chúng ta đâu có thể mình đặt mình không? Ủa cái quái gì mà tự nhiên truyền âm thanh đây kia, đâu phải là cái gì trong kiếm hiệp gọi là gì ta? Nhiều quên là cổ thứ lâm quên. Chuyện xa mấy ngàn dặm đó, đâu phải là kiếm hiệp đâu. Ủa thì làm sao lại được bị đó? Đi không? Hello. Yes. Rồi, nhớ nè, đừng bao giờ để người khác vùi dập ước mơ và cái khát khao của mình. Và không có việc gì là không thể hết. Việc gì cũng có thể làm được hết. Đừng bao giờ nói là, em không thể làm được việc đó, cái này bất khả thi, cái này cái. Không có. Có phim nhiệm vụ bất khả thi chưa? Mission Impossible chưa? Mà cuối cùng nhiệm vụ đó cũng thực thi được đó. Thấy chưa? Nó bất khả thi thôi. Bất khả thi thì bất khả thi với là số đông thôi, nhưng mà với mình là sao? Khả thi. Không vấn đề gì hết, quan trọng chúng ta có khát khao làm nó thôi. Được chưa? Câu thứ hai, never say never. Đừng bao giờ nói là không thể. Được chưa? Và cái thứ ba là never. Never gì? Never give up. Chính xác. Never give up là gì? Ghi tắt tiếng Anh á, ghi tắt tiếng Việt á là NGU là ngu. Chúng ta chấp nhận chúng ta là những thằng ngu. Được chưa? Chúng ta là những thằng ngu nhưng mà chúng ta có kết quả. Còn những thằng khôn, tụi nó mãi lẹt đẹt là những cái thằng lẹt đẹt rồi. Được chưa? Chúng ta sẵn sàng cho thế giới, cho cả thế giới chịu chúng ta ngu, nhưng mà sao? Chúng ta để đời. Được chưa? Ông Galileo, ông cũng bị cả hội đồng thế giới chửi là thằng ngu á. Được chưa? Khi trái đất hình tròn, người ta gọi trái đất hình dẹp. Ông cứ khi trái đất hình tròn và người ta chửi ông là một thằng ngu á. Và cái thằng ngu đó được cả thế giới, sau này cả thế giới mới công nhận là một nhà khoa học vĩ đại của nhân loại luôn á. Hiểu không ạ? Thì ngu này anh ghi cho vui thôi ha. Nó là never give up chứ mày ngu đâu ha. Never give up là không bao giờ bỏ cuộc. Được chưa? Khi em, hãy nhớ cái câu này nè. Khi em muốn bỏ cuộc một cái cuộc chơi nào, hãy nhớ tại sao em bắt đầu với nó. Hiểu không? Tại sao em bắt đầu với nó. Và khi em có sự mà nản chí, có sự mà nó tụt năng lượng, em hãy quay lại câu hỏi tại sao chúng ta bắt đầu nó. Được chưa? Cái lý do đủ lớn thì sao? Chúng ta sẽ vượt qua nó được. Được chưa? Đừng bao giờ bỏ cuộc với kề điều gì hết. Sự bỏ cuộc chính là sự coi thường chính bản thân mình. Em gặp khó khăn, em gặp trở ngại, em không vượt qua nó, em tự bỏ cuộc chính em. Anh nói thật ra, nếu có bất kỳ đứa nào kể cho anh câu chuyện mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy, anh thật sự xem thường nó, cho dù nó có tài năng thế nào. Hiểu không? Kỹ năng, kiến thức có thể rèn luyện được, nhưng mà cái tinh thần á, cái ý chí, cái tư duy á thì rất là khó. Thấy chưa? Thì khi mà cái việc mà em làm, cái việc em hành động sẽ khẳng định con người em là sao và khẳng định kết quả em ở tương lai như thế nào. Nắm ý chưa? Never give up. Đừng bao giờ bỏ cuộc với bất kỳ điều gì. Mình đã chấp nhận dấn thân cho nó, là chiến hết mình để làm nó được tốt nhất. Được chưa? Nhắc lại cho anh, cái never đầu tiên là gì? Không nhìn lên bảng nha, tự nhớ nha. Never đầu tiên là gì? Cái này là sao? Không bao giờ là đủ chính mình, không bao giờ là hài lòng với chính bản thân mình. Hãy nhớ về gia đình mình, hãy nhớ về vợ con, hãy nhớ về chồng con tương lai của mình, hãy nhớ về những nỗi đau, hãy nhớ về dòng họ, bà con anh em mình còn rất là nghèo. Hãy nhớ về những câu chuyện đau khổ của những người mà đã gặp tai nạn mà không có tiền để cứu chữa chạy. Mình không để chuyện đó xảy ra với người thân của mình được.
hiểu không? Nên đừng bao giờ cho là đủ, không bao giờ hài lòng chính mình. Em hài lòng chính em thì em không bao giờ em đi lên được. Em phải nỗ lực hơn, phải cày cuốc hơn. Em cứ nghĩ là bản thân mình làm như vậy là nhiều rồi, làm như vậy là đã hết sức rồi. Nhưng thật ra trên thế giới có nhiều người còn nỗ lực hơn em rất là nhiều lần. Em hiểu không? Em cứ nghĩ em ngồi đây, em gói gọn trong cái phòng này, 10 người trong cái phòng này, em nghĩ em đã nỗ lực rồi. Nhưng em bước ra ngoài kia, em bước ra ngoài kia, em nhìn rộng hơn và em nhìn bao quát hơn, em sẽ thấy em chả là cái gì hết. Thậm chí một cái người đi lượm chai bao, người ta lượm từ sáng tối, sáng sớm đến tối mịt, ha, cả ngày ngồi nắng ngồi mưa người ta như vậy. Người ta còn chưa có rên, người ta còn chưa có nói là đủ, người ta vẫn nỗ lực, vẫn làm việc nhiều hơn. Thì chính bản thân chúng ta là cái gì mà chúng ta đi nói chúng ta là đủ, đúng không ạ? Đừng bao giờ hài lòng chính mình. Em hài lòng với chính em là em đang tự giết chính tụi em á, hiểu không? Ngày không ơi, mỗi ngày đi lên, chúng ta biết hôm qua là việc mấy giờ xong không? Anh vẫn làm việc đến 11 giờ đêm mới xong. Ngày chủ nhật á. Hiểu không? Nên là đừng bao giờ dễ dàng hài lòng với chính mình hết. Chúng ta có mục tiêu, chúng ta khát khao, chúng ta có động lực, và chúng ta hãy nghĩ về gia đình mình, người thân mình, để chúng ta nỗ lực hơn, chúng ta phấn đấu hơn, chứ chúng ta không ì ạch. Hiểu không ạ? Rồi, thứ hai là gì? Never gì? Never say never. Có nghĩa là trong cuộc đời này không có gì là không thể hết. Em hiểu không ạ? Nếu đã gọi là không thể thì nó sao? Là nó đã không xuất hiện rồi. Em nghĩ có cái cánh cửa thần kỳ không? Anh nói cho tụi em nghe á, nếu theo phỏng đoán anh khoảng 50 năm nữa sẽ có cánh cửa thần kỳ. Là trẻ nhất. Tại vì hiện tại bây giờ nó có một cái thí nghiệm nó đã thực hiện được rồi, là làm con mèo. Hai cái máy cách nhau 2 mét, làm con mèo bên đây biến qua bên đây, giống tê la bọt kìa, này chơi game biết tê la bọt. Hiểu không? Có nghĩa là nó phân tích phân tử. Nó phân tích phân tử sao anh không biết, nó làm thế nào rất là hay, nhưng mà đó đã thành sự thật rồi. Anh có nghiên cứu cái này, là nó biến con mèo từ bên trái qua cái hộp bên phải. Cái cỗ máy nó làm được điều đó rồi. Thì cái nguyên lý của nó là cánh cửa thần kỳ nó có thể xảy ra. Em hiểu không? Hiểu không? Trên đời cái gì, anh nghĩ là cái đầu óc của con người cái gì cũng có thể làm được hết, quan trọng là thời gian khi nào nó xuất hiện thôi. Em hiểu đây chưa? Là đơn quá bây giờ mình nói là không thể với chính mình hết. Mình phải tự nhủ chính mình. Quan trọng chúng ta muốn hay không muốn thôi, chứ không có gì là không thể hết. Nằm ý chưa? Rồi cái thứ ba là gì? Never give up. Là không bao giờ bỏ cuộc, được chưa? Hãy nhớ điều đó, không bao giờ bỏ cuộc. Đã làm cái gì là làm hết mình. Có khó khăn thì chúng ta phải vượt qua, chứ dễ dàng thì con mẹ gì thành công nữa, đúng không? Nếu mà dễ dàng thì đâu còn gì gọi là thành công nữa. Và cái thành công đó đâu có còn gì gọi là giá trị nữa. Em coi bộ phim nha, anh những bộ phim anh đưa chưa? Mua cờ hạnh phúc, rồi triệu phú gì thiếu niên bạc tỷ rồi này kia. Nó trải qua biết bao nhiêu cái khó khăn nó mới có được cái thành công đó chứ, đúng không? Chứ tự nhiên không tự nhiên nó có được cái đó đâu. Nó ra nó làm cái nó giàu thành công má đầu đề vậy. Nó phải trải qua sự chày chập, thậm chí nó bán hết tài sản của nó luôn, nó đi năn nỉ người ta luôn, hiểu không? Thì nó phải đổ cái mồ hôi, xương máu và nước mắt của nó. Nó khóc trong đau khổ luôn á. Tại sao tao đã nỗ lực đến như vậy mà tao vẫn chưa ra được cái điều đó? Tao khóc trong đau khổ và cuối cùng nó vẫn ra được, hiểu không? Thậm chí có những lúc em sẽ thấy là em rất là chật vật. Tại sao tôi gọi quá nhiều mà chúng ta nó không đạt được cuộc hẹn nào hết vậy? Hãy nhìn lại chính mình. Em đau khổ với điều đó. Em đau khổ với điều đó, em cảm thấy thất vọng với điều đó, em thấy khó khăn. Nhưng mà hãy nhìn lại chính mình. Tại sao người ta làm được, mình làm được? Hãy thay đổi cách làm. Trong đau khổ thì thành công nó mới có sự trân trọng, đúng không? Chứ bây giờ mà thật ra cái này thì cái cảm nhận riêng của anh thôi ha.
nếu trong tình cảm, nếu trong tình yêu đúng không, mà tự nhiên đi cua cái dính liền cái chán rồi, chán đúng không, phải chảy qua sự chày chọc, phải qua sự mà đau khổ rồi mâu thuẫn rồi khó khăn rồi tè le, thì khi đó mình mới trân trọng cái người mà mình yêu đúng không. Chứ tự nhiên kêu em thấy em dễ thương quá, anh thích em, kêu em thích anh rồi xong cái yêu nhau hai ba bữa cái thôi chán quá, thấy anh nhàm chán quá không thích, cái thôi chia tay đi, thấy nản lắm, được chưa, cái gì cũng vậy hết, được chưa. Nên phải hiểu cái vấn đề và khó khăn, vấn đề về trong gai, vấn đề về trở ngại, cái đó là chuyện hiển nhiên. Hiển nhiên có nghĩa là sao, em đi ngoài đường em phải có bụi, bụi là hiển nhiên, khói là hiển nhiên, được chưa. Trời có trăng có sao có mây có mưa, chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Nên cái việc mà em làm một cái gì đó, em gặp khó khăn, em gặp trở ngại, cái đó là hiển nhiên, nên đừng có bất ngờ về nó, được chưa. Và hãy nhớ đừng giờ dễ dàng bỏ cuộc chỉ dành cho kẻ thất bại mà thôi, được chưa. Chúng ta là chiến binh, mà chiến binh là cái gì, đau khô máu, đau máu. Rồi hãy sáng ngày hôm nay anh truyền tải cho em cái thông điệp về ba chữ never này, và hãy ghi nhớ suốt cuộc đời mình. Nếu muốn mà chúng ta khác đi, chúng ta thành công hơn và nổi trội hơn, thì chúng ta phải sao, phải nhớ ba từ này: never give up, never say never, và never enough. Ok chưa? Rồi.